Man lấp về tỷ số cua ở thời điểm hiện tại. Rijek vừa rồi anh ta cũng có một lượng máu đủ ổn, có Hoàng Kỳ giá lâu kích bắt tốc phía từ vị trí của Rijek. B1 đang được bắn, Gunner đang yếu máu nhưng Gunner được pop rất nhiều từ vị trí của OHK. Và B1 cũng đã sử dụng lá chắn tốc biến và lăn bụng tí xuất cố được điểm hạ gục đầu tiên mang về Sài Gòn Phantom. Vẫn tiếp tục đánh nhau, Shadow sử dụng trăng non lao vào người của đối phương nhưng Black One có hậu phương và Shadow chắc chắn lên bảng đếm số. Nhưng Khương anh ta có tốc biến, Aos gần tốc biến đi theo. Hay trở lại, Shadow hạ gục thành công trợ thủ phía bên kia. Còn phía bên này thì đó là vị trí của Seraphine cũng đã bốc hơi. Rijek vẫn muốn chơi nhưng bây giờ 2-1 và chẳng chột thì cũng khỏe. Và ở đây là tình huống ăn rồng từ Sài Gòn Phantom. Rijek quyết định lao vào ăn ngay khúc cao trào, bị làm choáng dậm đại địa chấn, anh ta còn giáp hồi sinh. Phía sau Shadow đang cố gắng bỏ chạy một chấm máu và đó là rồng dành cho Sài Gòn Phantom. Shadow vẫn đang tiến lên hạ gục được một người và đây là Gunner, anh ta bắn gục được Diana của đối phương. Vẫn cố gắng bắn nhưng anh ta không còn năng lượng nữa, chỉ bắn tay mà thôi. Sát thương từ Ego Esports là không đủ để có thể lấy điểm hạ gục của Gunner trong tình huống này. Nhưng biết tất cả các thành viên của Ego Esports đều biết và Rijek đã tiến ra đây. Black One rất bình tĩnh và liệu rằng anh ta có thể bình tĩnh nữa hay không? Đây, anh ta đã trừng phạt thành công rồi, làm choáng thành công Cyrus, anh ta đang bị loại khỏi giao tranh, quay ngược trở lại thì đó là Rijek lên bảng đếm số và Black One cũng đã đi theo. Ở tuyến ngoài, Gunner đang được bắn, Aoska bị hạ gục, Cyrus đang chứng tỏ mình là tay chơi con bài Diana này nhưng Gunner nói không và Gunner chắc chắn sẽ có thể hạ gục được đó là Diana của đối phương. Rijek phát hiện điều này, Rijek có lẽ vẫn có thể về một cách an toàn. Quay ngược trở lại để trả thù mặt đối phương luôn. Và ngay lập tức hai chiêu cuối được sử dụng, như chiêu cuối của Sona tỏ ra là hiệu quả hơn. Và tối hậu thư gửi thẳng mặt Judo, Judo không thể nào co quay được. Và đây là điểm hạ gục được dành cho vị trí của Gunner. Và T-Shirt cũng đã làm hòa được, làm việc lăn bụng trượt đến từ vị trí của T-Shirt. Nhưng có lẽ là sẽ sử dụng một triệu nổ rồi. Ngay lập tức ở đây chắc mờ đã có. Và nhưng mà tôi nghĩ cũng sẽ phải bỏ mạng lại thôi. Nhưng rất hay từ vị trí của Cyrus, anh ta vẫn cố cho mình được lấy mạng của T-Shirt. Thì có lẽ là Sài Gòn Phantom rất khó khăn để có thể giao tranh với đối phương. Và đây, vừa nhắc đến Cyrus, anh ta đang chứng tỏ mình rồi, ra sát thương đến như thế nào. Trăng non vào người của Black One nhưng Black One bật máu điên lên để có thể chơi với đối phương. Thùng rượu đổ là khá đẹp ở đây và Rijek bắt tốc biến, có được hạ màn và một cú xoáy đẹp đến từ vị trí của Cyrus. Nhưng Cyrus quá yếu máu, khả năng hồi phục đến từ AHK là quá trâu. Thì Cyrus mất cho mình đồng hồ cát, B1 xả chiêu cuối và Cyrus chắc chắn lên bảng điểm số. Xin các bạn. Còn ở đây, B1 không còn nhiều lượng máu nữa, Gunner vẫn muốn chơi, Gunner hạ gục thành công xạ thủ đối phương. Anh ta chưa mất giáp hồi sinh, bây giờ mới mất giáp hồi sinh. Và liên tiếp cái lượng hồi phục nó khiến cho tập 3 của Sài Gòn Phantom vẫn đang rất cháy ở đây. Tầm ngầm thì đã có cái trụ được trên dành cho Goni rồi. Anh ta hôm nay chỉ có nhiệm vụ đấy, chúng ta thì nhìn thấy một trang trang bờ là đẹp rồi. Tuy nhiên, vẫn không thể giết điểm được người chơi Gunner. Và Gunner ngược lại, anh ta giết điểm cho mình, đó là Cyrus. Combat với bắn chiêu 1-2 và thêm một cái bão đạn của mình có thể lên đến quạt càn thẳng bốn người luôn, không sợ gì cả, cực kỳ trâu. Còn ở phía này thì Sun dính luôn một cái khúc cao trào và một phát bắn tay đến vị trí của Goni đạt đủ để cho anh ta lên bảng điểm số. Cyrus đã bất lực rồi, anh ta bấm đồng hồ cát và khung ánh sáng quá nhiều sát thương. Sài Gòn Phantom đang muốn hủy diệt Ego Esports và chỉ có B1 chạy được về trong tình huống này, nhưng anh ta chạy được về còn cái nhà chính của anh ta thì không có chân để mà thắng trong ván đấu đầu tiên thuộc về bên phía của Sài Gòn Phantom. Cam Hiu rất thuận tay rồi. Đây sẽ là một pha lao thẳng mặt đánh vào vị trí của Black One và trừng phạt là thành công đến từ vị trí của bên phía người ăn được là Ego, nhưng sau đó thì anh ta ăn được con cua nhưng anh ta sẽ bỏ lại cái mạng của mình rồi. Bởi lẽ để dính quá nhiều stack thì có lẽ bạn sẽ trao đổi thiệt với cả một Darius ở phía trên này. Và ngay lập tức có luôn đó là tối hậu thư gửi thẳng vào người của Sun. Sun mất lá chắn, bổ thì cũng chỉ là cho nó đỡ phí chiêu mà thôi. Và anh ta trở thành điểm thứ hai trong cái Sài Gòn Phantom. Đường dưới có đánh nhau và kỳ giáng công kích và đó là đại địa chấn mất hai tốc biến từ cặp đôi đường dưới của Sài Gòn Phantom. Mất bao cũng đang được sử dụng, đây có ba người nhưng sát thương từ vị trí của Gunner là quá nhiều. Vì bạn sử dụng chiêu cuối không hạ gục được Gunner, lượng đến từ AHK với tất cả những chiêu thức anh ta ra và không thể nào mà ba người dồn đam vào vị trí của Gunner được. Và bây giờ ngay lập tức có một pha đánh rất đẹp nhưng mà người bỏ mạng lại có lẽ là PC. Và đây vẫn là sự xuất hiện của cặp đôi đường dưới rất khó chịu. Và người lên bảng điểm số tiếp theo là vị trí trợ thủ cũng như đường trên bên phía của Ego Esports. Và họ lấy được một điểm hạ gục của cái chơi đường trên bên phía của Sài Gòn Phantom. Black One đang đến, B1 lên bảng đếm số. Còn lại Rijek 1-2, Rijek Hoàng Kỳ giá lông kích qua phía bên kia hang mùa xanh. Nhưng đu theo từ Gunner với phát bắn thần bí của mình, anh ta không hạ gục được đối phương. Dành từ sát thương của anh ta cũng chưa phải là quá lớn. Và ở đây thì Black One sẽ có tình huống trừng phạt ở đây chăng đây, nhưng không. Rồng thuộc về Ego Esports, họ trả lên Black One lên bảng đếm số rồi. Tối hậu thư được gửi thẳng vào đầu của Sun. Sun đang cố gắng dẫy nhưng không dẫy nổi. Và ở đây có chắc chối vào vị trí của đó là T-Shirt. T-Shirt thoát ra ngoài với giải bom của mình. Ở ngoài Gunner vẫn đang được chơi. Và Kỳ Xe có lẽ sẽ là người cuối cùng lên bảng điểm số trong đội hình của Ego Esports. Và mạng thuộc về Gunny quét sạch cho Sài Gòn Phantom.
đường trên đây. Có solo kill. Có lẽ Sun thì cả. Hơi khó, bởi lẽ là con đi ta còn chiêu cuối nha. Và tiến thẳng vào người của đối phương để né đi. Đó là hay. Quẹt giò từ vị trí của Darius và thêm cả Black One nữa của bên phía Sài Gòn Vato. Và có thể thì Reject có mới là người phải mất cho mình, đó là cái giáp hồi sinh này. Thậm chí Black One muốn ở lại chơi tiếp. Chơi luôn. Lăn bụng và lăn thùng rượu. Nhưng mà anh ta hơi quá đà rồi. Anh ta hơi quá đà. Và bây giờ cái thế lính nó đang rất là đẹp. Họ đẩy rất Black One nhìn anh ta đánh thì có chán không chứ. Hơi nhây rồi, hơi nhây đến từ vị trí của Black One rồi, phải tốc biến. Ghi cho mình cái tốc biến và đây là Goni quay lại và có lẽ anh ta sẽ bắn dây móc để lùi về mà thôi. Tốc biến lùi về không kịp bắn dây móc nữa, úp lồng là hay. Và ở đây sẽ có ba xác được dành cho Eagle Esports. Baron này và gần như họ sẽ phải ăn được con Baron này nếu mà họ bị cướp. Thì trận đấu này là kết thúc. Tuy nhiên đây, ủa, bắn khung ánh sáng chất lượng quá. Đây là hai người chơi xạ thủ, 2 đấu với 5. Và lao vào và đây lập tức bốc hơi đến từ vị trí của Juno rồi. Đây hai người rồi, tiếp tục xuất hiện và gục thứ ba ở đây. Triple kill cho vị trí của T-Shirt và thêm được một cái giáp hồi sinh từ Reject. Reject hồi sinh ngược trở lại thì cũng lên bảng điểm số. Nhường điểm không nào? Meta có nhường và như vậy là có Penta kill dành cho T-Shirt với phía của Sài Gòn Phantom. Penta kill dành cho vị trí của T-Shirt và có cho mình con Baron và kết thúc luôn cái trận đấu này. Chúc mừng cho Sài Gòn Phantom với chiến thắng 2-0 của mình. Họ chẳng mất bất kỳ một ai cả, còn đối phương thì lỗ rất nhiều chiêu cuối ở đây. T-Shirt băng vào và cú xoáy rất đẹp đến từ vị trí của T-Shirt, vừa có được điểm hạ gục. Đó chính là vị trí của T-Shirt luôn, ta có đắp một kill. Và ở đây T-Shirt chưa muốn dừng lại, nhưng anh ta đổi mạng thành công rồi, 1-2 là được rồi. Và còn lại một điểm hạ gục nữa được dành cho Sài Gòn Phantom. Không có quá nhiều khó khăn dành cho Sài Gòn Phantom đâu. Nếu T-Shirt có chiêu cuối, T-Shirt còn lao thẳng vào luôn đây này. T-Shirt không có chiêu cuối và hạ màn dính hai người ở đây. Người nằm xuống đó là OHK. T-Shirt tốc biến đi, khung ánh sáng cũng là đẹp. Và Reject không lấy được con rồng dành cho bên phía của Eagle Esports, rồng thuộc về Sài Gòn Phantom. T-Shirt thì đang cố gắng để chống trả sát thương đến từ vị trí của Sun. Anh ta không thể nào đỡ được khi lượng máu còn quá thấp, nhưng Gunner vẫn đang còn. Gunner liên tiếp bắn con đi cũng có mặt. Rồi, bắt được B1, B1 mất tốc biến. Sun đang cố gắng bảo kê cho B1, B1 không còn năng lượng. Anh ta có lẽ sẽ phải lui đi. Và đây là một tình huống sử dụng chiêu cuối hắc ám bùng nổ không né được tối hậu thư. Và Sun lên bảng đếm số, Gunner lại có góc bắn quá đẹp. Juno sẽ là người tiếp theo lên bảng đếm số, người thứ ba là B1. Và chúc triple kill. Và với vừa lợi Baron thì các thành viên của Sài Gòn Phantom không có lý do gì là họ lại không chia người ra để đẩy cả. Họ đẩy khắp mọi nơi luôn. Và có đại trận chấn được dẫm vào trăng non, và chiều cuối được sử dụng trăng mờ cũng đã có. Reject lên bảng đếm số tiếp theo, đó là vị trí của Sun cùng với đó là Juno. 3 điểm ở cục liên tiếp thuộc về Sài Gòn Phantom. Có gói hàng nhưng tôi nghĩ cũng không làm được gì nhiều với B1 rồi. 3 đường đã sẽ sắp trở thành khó dành cho Sài Gòn Phantom. Và có lẽ sẽ có luôn cho mình đó là cả trận đấu này. Để xem họ sẽ xử lý kèo này, Gunner còn hơi ít máu rồi nhưng không. Và như vậy thì xin chúc mừng cho Sài Gòn Phantom khi họ có một chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ của mình, đó là Eagle Esports.